Huấn luyện viên Australia e sợ sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022. Ca ngợi Việt Nam đang có đội hình mạnh nhất sau 2 thập kỷ. Sau khi kết thúc tuần lễ xả trại, đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tập luyện trước khi di chuyển sang Melbourne, tiếp tục hành trình tại vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 gặp đội tuyển Úc vào ngày 27 tháng 11. Trước đó, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã có một buổi gặp gỡ để tổng kết lại một năm hoạt động, cũng như đưa ra phương án hoạt động trong năm 2022 sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo và tất cả các thành viên đội tuyển đều thống nhất quan điểm và kết luận rằng việc quan trọng hàng đầu của toàn đội trong năm mới là trở lại thời điểm bắt đầu và trở lại tinh thần như hồi mới bắt đầu. Cụ thể hơn, chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu: "Và ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi đã nhìn lại hành trình đã qua trong năm 2021. Có rất nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt với tư cách là một đội bóng. Có những thách thức chúng tôi có thể vượt qua, nhưng cũng có những vấn đề lại rất khó khăn. Ví dụ, các hướng dẫn và hạn chế về cách ly do Covid-19 đã buộc các cầu thủ phải ở trong một khu vực bó hẹp trong thời gian dài. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ." Nhiều người chia sẻ rằng chặng đường đạt được thành công từ năm 2018 đến nay đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để đạt được thành tích cao hơn. Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển, cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công. Ngoài ra, phát biểu về việc thay đổi nhân sự đóng vai trò cán sự trong đội tuyển, ông Park cho biết, các thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia đều là những tấm gương tuyệt vời cho các cầu thủ khác trong và ngoài sân cỏ. Quế Ngọc Hải đã là đội trưởng trong 3 năm qua. Ban cán sự bao gồm các đội phó được giao trọng trách lớn là trở thành những người dẫn dắt các tuyển thủ quốc gia. Giờ đây, ban huấn luyện mong muốn giảm nhẹ gánh nặng cho vai trò của những thủ quân để họ cũng có thể tập trung vào việc thể hiện ở phong độ cao nhất. Sau buổi tập cuối cùng của đội vào ngày 3 tháng 1, tôi đã có một cuộc trò chuyện chân thành với đội trưởng và các đội phó. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ tinh thần của người mới bắt đầu. Như đã biết, đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ không thể có mặt trong đội hình thi đấu trong trận đấu gặp Australia ngày 27 tháng 1 do đã có 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu trước đó. Còn đội phó Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ khó có thể hồi phục chấn thương vai trong trận đấu đầu tiên của tháng 1 tại vòng loại cuối cùng World Cup. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Steve Dabai của đội tuyển Australia, ông cho rằng đội nhà đang phải chạm trán với một Việt Nam có đội hình mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ qua. Cụ thể, chuyên trang ftbl.com đã có bài viết đội tuyển Australia và những chiến binh sao vàng sẽ có trận tái đấu tại Melbourne hứa hẹn đầy hấp dẫn. Bài viết đề cập đến tình hình hiện tại của cả hai đội tuyển. Đây là trận đấu mà đội bóng áo vàng xanh đang rất khát chiến thắng. Trước đó, hai đội gặp nhau ở Hà Nội với chiến thắng 1-0 dành cho Socceroos. Australia cần 3 điểm để có thể đuổi kịp đội nhì bảng là Nhật Bản và nhất bảng là Saudi Arabia. Huấn luyện viên Dabai tỏ ra rất ấn tượng với đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại, nhưng cho rằng đội bóng áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách trong trận gặp Australia sắp tới. Bên cạnh đó là việc gặp vấn đề về tâm lý sau khi không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Suzuki Cup năm 2020. Ngoài ra, tờ báo này cũng đã có một buổi phỏng vấn trực tiếp với huấn luyện viên Dabai. Ông phát biểu: "Đây là đội tuyển Việt Nam hay nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã theo dõi họ trong suốt 20 năm qua. Trước đây, họ có những cầu thủ rất tài năng như Huỳnh Đức hay Hồng Sơn. Họ rất vui vì trở thành những cầu thủ xuất sắc của Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam hiện tại được tổ chức rất tốt, không phụ thuộc vào cá nhân nào cả. Huấn luyện viên Park Hang-seo của Hàn Quốc đã tạo nên một cuộc cách mạng. Ông ấy được lãnh đạo VFF tin tưởng tuyệt đối. Một vấn đề có lẽ người Australia không hiểu là huấn luyện viên trưởng của Đông Nam Á thường bị can thiệp và bị nhanh chóng sa thải. Nhưng hãy tin ở tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với sự quả cảm và niềm tự hào dân tộc. Đối với họ, thi đấu không phải vì tiền mà chơi bóng cho đất nước." Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng cho rằng giới truyền thông đang có cái nhìn khá khắt khe sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan tại AFF Suzuki Cup năm 2020 và điều này vô tình có thể sẽ gây ra áp lực tâm lý cho các chiến binh sao vàng khi bước tiếp hành trình tại vòng loại World Cup lần này. Truyền thông tạo ra áp lực lớn ở Việt Nam. Các cổ động viên Việt Nam biết rằng đội tuyển của mình dù thua nhưng đã chơi tốt, dần thu hẹp khoảng cách với các đội bóng châu lục. Nhưng các cổ động viên cũng cho rằng việc thất bại ở AFF Suzuki Cup là một sự tồi tệ. Cá nhân tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam đáng lẽ nên cử đội trẻ tham dự sân chơi khu vực, còn đội tuyển quốc gia với các trụ cột dồn sức cho sân chơi vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022.
họ nên hướng đến Asian Cup và vòng loại World Cup vào năm 2026. Nhưng thực tế là không có sự phát triển lâu dài ở hầu hết các quốc gia châu Á, ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiết lộ kế hoạch của đội tuyển Australia, ông khẳng định, điều quan trọng nhất là giành 3 điểm, không cần biết bạn phải làm gì, nhưng điều quan trọng là bạn phải đến được World Cup năm 2022. Báo Thái Lan úp mở thái độ khi Hải Quế mất băng đội trưởng. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức lên tiếng sau thông tin thay thủ quân. Ngay sau khi trở về từ AFF Suzuki Cup năm 2020, thông tin về việc Quế Ngọc Hải sẽ không giữ chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã được rất nhiều người quan tâm, cũng đồng thời nổ ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thông tin này. Không chỉ tại Việt Nam, mà truyền thông và báo chí Thái Lan cũng đã tốn khá nhiều giấy mực cho thông tin về việc thay đổi thủ quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, tờ báo hàng đầu của xứ sở Chùa Vàng, Siam Sports đã có bài viết: có sự thay đổi ở đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải chuẩn bị mất băng đội trưởng. Tờ báo này đặc biệt chú ý đến đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải, nhất là khi anh từng có xích mích với huấn luyện viên Mano Polking trong trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam-Thái Lan thuộc khuôn khổ giải đấu AFF Suzuki Cup năm 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho những sự thay đổi lớn. Đặc biệt, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển băng đội trưởng từ tay Quế Ngọc Hải sang một cầu thủ khác. Lý do của sự thay đổi này sẽ được nhà cầm quân của những ngôi sao vàng của đội tuyển Việt Nam trả lời sau. Ngoài ra, tờ báo này còn đề cập đến việc thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam trong kế hoạch tại các trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 sắp tới. Quế Ngọc Hải sẽ bị treo giò ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á khi đội tuyển Việt Nam gặp Australia. Nhưng sau khi trở lại, anh cũng sẽ không còn là đội trưởng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay đổi đội trưởng và các đội phó của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam từ ngày 13 tháng 1. Hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, ông Park chuẩn bị bổ sung cầu thủ mới. Cao Văn Triền, Tô Văn Vũ và Đỗ Hùng Dũng sẽ là những gương mặt được bổ sung, tạo nên sự thay đổi lớn cho toàn đội. Trước những hoang mang của dư luận về việc thay đổi thủ quân của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm khá nhạy cảm khi đội tuyển Việt Nam mới kết thúc hành trình tại AFF Suzuki Cup năm 2020 và phải chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại cuối cùng của World Cup năm 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có một cuộc họp cùng toàn đội trước thời gian xả trại vào ngày 4 tháng 1 vừa qua để thông báo rằng sau khi kết thúc thời gian xả trại và các cầu thủ trở lại bong bóng khép kín để chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022, ban huấn luyện sẽ thông báo về việc điều chỉnh nhân sự. Rất có thể nhiều nhân sự đang đóng vai trò cán sự sẽ được thay đổi chứ không riêng gì vị trí thủ quân. Còn về việc thay thủ quân, huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích: tôi khẳng định ban cán sự gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, các đội phó Xuân Trường, Đức Huy đã hoàn thành nhiệm vụ và không có lỗi lầm gì cả. Việc thay đổi ban cán sự trong năm 2022 để hướng tới những điều mới mẻ, không có mâu thuẫn. Huấn luyện viên Park, các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ chung quan điểm thay đổi để tạo không khí và động lực mới sau khoảng thời gian ảnh hưởng từ dịch bệnh. Hãy like cũng như theo dõi fanpage và YouTube của Netsports để cập nhật những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam với hành trình sắp tới tại vòng loại cuối cùng của World Cup năm 2022 nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!